ăn tối. Đêm nay ở tận sông Đà, quán nhà quê với quan cả câu đêm. Quán nhà quê với quan cả nhậu đêm. Mời cả nhà nhé. Đây, đại ca. Em gỡ cho đại ca này. Anh xin. Mời cả nhà nhé. Cái bếp đang hun khói cá măng đây. Chính hàng rồi anh em. Cá măng sông Đà. Được vài khối nha. Cá măng sông Đà đây. Con cá thứ hai lên con sông Mồi tên là 50. Tuyệt vời. Ui giời. Cho các bác. Cho các nhá. Nhưng mà con măng bé như này thì thôi mình thả lại. Cho lớn mình là câu xong. Thôi, mình gọi chụp ra đây nhá. Mất dép. Cá măng sông Đà. Con cá măng đầu tiên của chiến. Tê quá. Ủa đập một phát đập luôn. Yeah. Tê không? Kéo có bàn tay, có bàn tay. Anh em ơi, rồi. Cảm giác chưa bao giờ phê như này. Đi câu tự nhiên mới là phê nhá. Hôm nay có cá ăn rồi anh ơi. Tôi sợ đói rồi. Tuyệt vời, tối là có cá ăn rồi. Chúc mừng anh em ơi. Rồi, chúc mừng. Tên đầu tiên là trên bè. Ở đây củi thì không có anh em, mà tôi phải ăn tôm sống này, cá sống và cá sống. Cho tha luôn. Tôm nhảy, tôm nhảy. Vâng. Nha, tôm nhảy nhá. Ăn gì không? Chắc gì ngon mà. Đấy. Ừ. Ui, ăn cắp luôn, to là cắp.